đang dìu dắt chúng ta trong tranh đấu đã đứng lên như bông đăng nở tỏa hương trong nắng sáng. Đôi tay em dệt nên những hoa văn đau tình nghĩa, nên văn hóa hòa bình đã và đời trở niềm tin. Tiếng phù dinh lan lên phố nghĩa đến phố trong đông vui tiếng trò đẹp xinh cô gái mường hòa bình. Thứ hai nữa là còn có nhiều vấn đề
có đặt một cái lô hàng gỗ tơ tằm của cái công ty Bình Minh do anh Dũng làm giám đốc. Thế là trong quá trình thì những cái lần giao hàng trước thì không có vấn đề gì xảy ra. Thế nhưng mà hòa bình quê hương Tân Hoa bé nhỏ là bài ca